Chào các bạn, đây là chiếc Audio Technica AD700X phiên bản cải tiến mới nhất từ chiếc AD700. Và hôm nay mình sẽ làm video này để giới thiệu và có chút đánh giá nhanh chiếc tai nghe này từ các bạn. Mời các bạn cùng theo dõi. Về thiết kế thì chiếc AD700X cũng giống như là chiếc AD700, nó thiết kế dạng open hoàn toàn. Tuy nhiên có một chút khác biệt ở đây là cái phần lưới phát âm của chiếc AD700X được giữ nguyên một màu kim loại và có những cái đường dập sắc sảo hơn nhiều so với chiếc AD700. Và thiết kế của phần lưới thì cũng thưa hơn, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy những con ốc hay là thậm chí cả driver từ bên ngoài. Chiếc AD700X cũng như là chiếc AD700 có một điểm đặc biệt trong thiết kế của headband ở đây, đó là cái phần headband thì không có ống thò ra thụt vào để tăng kích cỡ đầu, mà thay vào đó thì nhà sản xuất đã trang bị cho nó hai cái cánh 3D hay còn gọi là 3D swing. Nhờ hai cánh 3D này nó có thể nở ra và co vào như thế này để phù hợp với mọi khuôn đầu. Do đó thì người đeo cực kỳ thoải mái và không phải điều chỉnh về kích thước đầu. Chỉ cần đeo vào là dùng thôi. Đây là phần air cup. Nó có thiết kế dạng around the ear, bao hẳn xung quanh vành tai mà không chạm hẳn lên tai những chiếc on ear khác. Do đó thì chúng ta sẽ không bị cấn tai khi đeo lâu. Thứ hai nữa là thiết kế chất liệu của chiếc pad này là bằng nhung. Do đó thì việc thấm hút mồ hôi cũng cực kỳ tốt và giúp cho chúng ta có một cảm giác rất thoải mái khi đeo lâu. Ở đây thì chúng ta có một ký hiệu chữ E. Cũng giống như là trên những chiếc iPad Air thì nó đồng nghĩa với việc chiếc tai nghe này có một trọng lượng cực kỳ nhẹ. Và theo như mình đánh giá thì nó là một chiếc full size nhẹ nhất từ trước đến giờ mà mình đã từng gặp. Đây là phần dây cáp của chiếc tai nghe. Nhà sản xuất đã trang bị cho chiếc AD700X một sợi cáp dài 3m. Và với chiều dài này thì các bạn thấy đấy, mình đã phải cuộn rất là nhiều vòng ở trên tay mới có thể cầm hết được. Đường kính ngang của sợi cáp thì rơi khoảng tầm 4mm. Và do đó thì nó có một kích thước khá là lớn. Tuy nhiên với kích thước này, sợi cáp vẫn giữ độ mềm mại bởi vì nhà sản xuất đã có sự cải tiến đặc biệt trong chất liệu. Thứ hai nữa, với độ dài 3m thì nguy cơ sợi cáp bị rối sẽ rất là cao. Do đó nhà sản xuất đã cẩn thận phủ lên bên ngoài sợi cáp một lớp chống dính, giúp cho sợi cáp trở nên trơn nhẵn hơn và không bị dính như là những cái sợi cáp có phủ ngoài là cao su. Phụ kiện duy nhất mà nhà sản xuất đã cung cấp đó là giắc chuyển từ 3,5 sang 6,3mm để các bạn có thể sử dụng với những chiếc máy nghe nhạc có hỗ trợ cổng 6.3 hay là những chiếc âm ly. Cả phần jack 6.3 và cái phần jack 3.5 thì đều được mạ vàng cực kỳ đẹp. Vừa rồi là những hình ảnh và những cái đánh giá mới nhất về chiếc Audio Technica AD700X, phiên bản cải tiến mới nhất từ chiếc AD700. Để trải nghiệm sản phẩm thì mời các bạn đến với các showroom của Xuân Vũ Media. Và để biết thêm thông tin chi tiết cũng như giá bán, mời các bạn theo dõi trên website taingnghe.com.vn. Xin chào và hẹn gặp lại. Productions.